Heo mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay heo sẽ làm một món ăn rất là quen thuộc. Mình cùng vào bếp thôi. Trước tiên heo sẽ sắt nấm mèo thành sợi. Sắt hoài mà nó không vô. Heo giỡn xíu cho vui. Heo sắt 50g nấm mèo khi mình đã ngâm và rửa sạch nha. Mình sẽ sắc nhuyễn nấm mèo hình hạt lựu nha. Nấm mèo đã sắc xong, giờ heo sẽ sắc cà rốt. Phải sắc đầu lớn hay sắc đầu nhỏ đây? Heo sẽ sắc đầu nhỏ đi cho dễ. Mình sẽ sắc mỏng, sau đó mình sắc lại thành sợi và mình vẫn sắc hạt lựu nha. Và phần cà rốt này là heo sử dụng 100g. Củ sắn thì heo sẽ sắc mỏng ra, rồi mình cũng sắc dài lại. Mình băm cái kiểu này á, nghe như là đầu bếp chuyên nghiệp luôn á. Bụp 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 bụp. Sau khi mình sắc sợi á, thì cả nhà vắt bỏ hết nước trong cái củ sắn ra nha. Tại vì á, để nước trong củ sắn á, tí nữa mình xào nhân á, sẽ bị nhão, không có ngon. Sau khi mình sắc xong á, thì bây giờ mình cũng sắc nhuyễn hạt lựu lại luôn. Tiếp theo á, thì heo sẽ băm hành tím và tỏi luôn. Hành tím và tỏi mình sẽ băm nhuyễn để lát nữa mình phi. Hành lá thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị xào nhân. Heo sẽ cho một muỗng canh vào ăn. Sau đó thì mình cho hết phần tỏi với hành tím vào mình phi. Mình phi vàng thơm á, thì mình sẽ cho vào 200g thịt xay. Mình xào cho thịt săn lại. Thịt săn lại và tách rời nhau như vậy nè. Bây giờ heo sẽ cho vào một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê nước mắm ngon nha. Tiếp theo là một muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê dầu mè. Bây giờ thì mình sẽ xào lại cho gia vị thấm đều với thịt nha. Heo sẽ cho hết phần nấm mèo, cà rốt và củ sắn lúc nãy mình băm. Cả nhà lưu ý một điều là khi mình xào nhân này, mình phải xào ở lửa rất là cao, lửa lớn nha. Tại vì xào lửa nhỏ sẽ bị ra nước không có ngon. Mình xào lửa cao thì nguyên liệu sẽ ráo nước, sẽ khô lại, rất là ngon. Giờ thì heo cho luôn phần hành lá lúc nãy. Mình xào thêm xíu cho hành chín nữa là xong. Giờ heo sẽ đi pha bột. Heo sẽ cho 200g bột gạo và 200g bột năng. Và đây là cơm nguội. Cơm nguội là một bí quyết mà ngoại heo đã dạy. Khi mà mình làm bánh, mình cho cơm nguội vào bánh, bánh sẽ rất mềm, rất dai và ngon. Cơm nguội này mình cũng có thể làm bánh bò hoặc là bánh bèo nữa. Ngày xưa là mình xay gạo bằng cối, thì mình để cơm nguội vào mình xay chung với gạo luôn. Còn bây giờ thì heo sẽ sử dụng máy để xay nhuyễn nó ra. Cơm nguội heo đã xay xong, bây giờ heo sẽ cho hết phần cơm nguội này vào bột luôn.
Heo cho vào bột 1 muỗng cà phê muối. Với lượng bột này á thì heo sẽ chuẩn bị là 1.200 ml nước. Lúc nãy khi mà xay cơm nguội, heo đã cho 200 ml nước vào, còn lại 1.000 ml nước heo sẽ sử dụng trước. 500 ml nước mình chế vào để mình khuấy đều bột lên. Sau đó thì mình sẽ cho hết 500 ml nước còn lại. Bột đã mịn rồi, nhưng mà để cho bột mịn hơn á thì heo sẽ lược bột qua một cái rây. Sau khi lược qua rây xong á thì bột rất là mịn. Bây giờ he sẽ cho vào 500 ml dầu ăn, tương đương với một vá nhỏ. Bột đã xong, giờ heo chuẩn bị làm bánh. Heo dùng một cái chảo chống dính, mình thoa một ít dầu lên. Cảm giác á, chảo đã nóng thì he sẽ cho bột vào. Nhưng khi cho bột vào mình không để trực tiếp lên lửa, mình để ra ngoài tí xíu nha. 30 giây á, hấp bánh á, thì bánh đã chín. Bây giờ he sẽ sử dụng một cái thớt để mình lật úp bánh ra. Bánh rất là ngon luôn. Bánh rất dai, không bị rách luôn. Trong thời gian chờ đợi bánh mềm á, he sẽ đổ tiếp một cái bánh mới nữa, cũng theo trình tự như vậy nha. Mình đợi bánh hấp thì bây giờ heo sẽ đi gói nhân. Trước tiên heo sẽ cho một lượng nhân vào trong bánh. Sau đó mình sẽ để lên một ít hành phi và mình gói lại. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mình tiếp tục làm cái thứ hai. Cái thứ hai thì cũng như cái trước, rất là dai luôn. Bánh heo đã làm xong rồi. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Chỉ vài bước đơn giản thôi thì mình đã có được cái món bánh ướt rất là ngon để đãi cho gia đình của mình. Bây giờ heo sẽ cắt ra để xem bên trong như thế nào. Nhân quyện chặt vào bánh không bị rớt ra. Da bánh thì rất là dai luôn. Mình sẽ cho thêm một ít rau nè, một ít dưa chua nè, một ít dưa leo nè. Sau đó thì mình chan nước mắm cay cay chua chua, ngọt ngọt mặn mặn lên. Nhìn hấp dẫn quá à. Dịch Covid này á, để mà ra ngoài á, mua món ăn như vậy á, thì chắc hẳn là không có đâu cả nhà ơi. Tại vì hàng quán đóng cửa hết rồi. Cho nên á, mình chỉ sử dụng một tí xíu bột, một tí xíu thịt và một tí xíu rau củ để mình có được món ngon cho cả gia đình của mình. Lại có nhiều dinh dưỡng nữa, lại không mắc tiền lắm so với khi mua bên ngoài. Mình sẽ kẹp một miếng rau, một miếng dưa leo, một miếng dưa chua. Giờ thì heo mời cả nhà dùng nha. Ừ,
Ngon lắm cả nhà ơi. Với món ăn á, không quá cầu kỳ, không quá khó khăn, rất là dễ làm, nguyên liệu lại rất là dễ tìm và là rẻ nữa. Heo hy vọng là cả nhà sẽ thích món ăn này. Nếu thích video, xin cho Heo một like, một share và một đăng ký kênh. Đăng ký kênh là miễn phí. Hy vọng cả nhà sẽ đăng ký để nhận video mới hơn của Heo. Heo cảm ơn cả nhà đã xem video nha.